Ok, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là cách để chúng ta có một cái bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh xuất sắc trước nhà tuyển dụng. Hoặc là cái bài giới thiệu bản thân này các bạn có thể mang đi tới bất kỳ đâu để mình cứ gặp người nước ngoài hay là người hay là ví dụ một nhóm ở tiếng Anh hay là một câu lạc bộ tiếng Anh, các bạn cũng có thể mang ra để giới thiệu được. Cho nên là nếu như có một các bạn có thể không nhớ nhiều thứ về tiếng Anh, nhưng có một thứ các bạn nhất định phải nhớ và chính là một cái bài tủ về giới thiệu bản thân nào đó. Đấy, cho nên là đây là cái quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Các bạn nhớ theo dõi. Để có một bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh xuất sắc ấy, thì cái bí kíp số 1 đầu tiên các bạn nha, nó chưa phải là tiếng Anh đâu, mà cái số 1 đó chính là thần thái. Right, thần thái, hay là tiếng Anh người ta gọi một cách đơn giản đó là confidence. Confidence, đấy là sự tự tin. Nếu như các bạn mà không có cái điều này ấy, thì dù cái bài giới thiệu bản thân của các bạn nội dung nó có hay đến mấy đi nữa thì nghe nó vẫn kiểu như là nó run run, nó kiểu như là thiếu tự tin, rồi kiểu là tóm lại là trình độ không tốt. Đấy, cho nên cái đầu tiên các bạn cần phải rèn luyện đấy là sự tự tin tuyệt đối. Và các bạn phải biết một điều ấy, nếu như mình còn nói sai một vài câu, một vài từ thì nó không làm cho cái bài giới thiệu bản thân của chúng ta nó kém giá trị đi. Đấy là cái điều mà các bạn phải ghi nhớ trong đầu. Đấy, các bạn comment xuống, sai một ít không sao. Được chưa? Đấy, mình phải chuẩn bị sẵn một cái tâm lý, một cái tâm trí như thế thì sau mình nói nó sẽ rất là tự tin. Còn nếu như bạn nào mà mới vấp một tí, một hai câu đầu tiên, hoặc là vấp một hai từ đầu tiên, hoặc là sai một hai từ cái là đã sợ hãi, phải gọi là run bần bật, run cầm cập rồi, thì tất cả những cái phần sau của các bạn nó sẽ kiểu phong độ xuống cực kỳ nhiều. Đấy, đó thì cái số 1 đó là thần thái để có một bài giới thiệu bản thân một cách xuất sắc. Thì làm thế nào để có thần thái này? Thì các bạn phải đứng trước gương và luyện tập cái bài này hàng trăm lần rồi trước khi các bạn đi phỏng vấn xin việc. Được chưa? Phỏng vấn xin việc thì nó có một vài cái câu thôi. Nếu mà nhiều ra thì các bạn có thể luyện tập trong một list tầm khoảng 20 cho đến 30 cái câu hỏi mà gần như là nhà tuyển dụng nào cũng sẽ hỏi. Đấy, thì cái list đấy thì chúng ta sẽ học ở trong giai đoạn 3 của IELTS English. Thậm chí là IELTS sẽ tổ chức một cái gọi là như là cái gì nhỉ, nó gọi là cái job fair, tức là hội chợ việc làm ấy. Đấy, để cho các bạn có thể là ăn mặc lên rồi viết CV bằng tiếng Anh xong mang đến để phỏng vấn như thật ấy. Đó. Thì đấy là cái đấy, rồi còn nếu như các bạn tự học ở nhà ấy, thì các bạn chuẩn bị một cái bài giới thiệu này thật là kỹ càng, thật là chi tiết, và sau đó các bạn sẽ nên là có một người nào đó biết tiếng Anh, tốt tiếng Anh review lại cho các bạn đó, rằng là cái này viết đã đúng chưa, ngữ pháp như thế nào các thứ. Sau đó các bạn sẽ luyện nói bài này, và khi mà luyện nói thì cô gợi ý là nên có một người cũng sẽ nghe cho bạn xem là nó có sai gì đó không, nó phát âm tốt hay là không tốt ở chỗ nào để mình chỉnh sửa. Đấy, tức là cái phần chuẩn bị ở nhà nó cực kỳ là quan trọng, thì nó sẽ tạo nên cái sự tự tin, cái thần thái này của các bạn đó. Và cô cũng kể cho các bạn một số câu chuyện của các học viên của IELTS. Các bạn ấy mới chỉ học đến hết level 1. Đấy, tức là về phần phát âm, ngữ điệu, rồi giới thiệu bản thân và một số cái về luyện nghe cơ bản. Đấy, và học được khoảng chục buổi của cái giai đoạn 2 là về phản xạ giao tiếp ấy. Đấy, thế mà đã vác mặt đi gọi là đi xin việc bằng tiếng Anh rồi. Đấy, và các bạn ấy áp dụng gần như là được tất cả những cái gì mà các bạn đã học. Đấy, về cái phần giới thiệu bản thân thì nó quá là trôi chảy rồi, nói gọi là băng 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 luôn. Đấy, rồi thì họ hỏi thêm một vài cái câu ngoài lề nữa thì là với những cái vốn mà các bạn ấy đã học thì các bạn ấy đã có thể gọi là bắt đầu thể hiện được cái sự tự tin, cái thần thái của mình trong cái lúc phỏng vấn bằng tiếng Anh rồi. Đó. Cho nên các bạn phải chuẩn bị rất là kỹ. Đấy, thì cái phần chuẩn bị đầu tiên là cái phần quan trọng nhất. Ok, Thúy Dương bảo các bạn vào xem livestream nha.
Rồi, ok. Đó, thì đấy là cái phần đầu tiên là phần thần thái. Tiếp theo, cái gì quan trọng tiếp theo? Đó là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung, đúng không? Rồi, nội dung thì nó sẽ rất là tùy thuộc vào cái tình huống mà các bạn đang ở. Ví dụ như các bạn có thể dùng cái bài giới thiệu bản thân này khi các bạn đến một câu lạc bộ tiếng Anh mới tinh. Đấy, khi mà các bạn gặp một người bạn nước ngoài ở ngoài đường, hoặc là khi đi sang Tây. Đấy, hay là các bạn cũng có thể là đi tuyển dụng ở đâu đó mà cần được tiếng Anh thì mình cũng dùng cái này. Thì chúng ta có thể mào đầu bằng một câu nói rất là lịch sự. Đấy, đầu tiên là chào hỏi. Chào hỏi. Một là mã, hai là mã nha. Bắt đầu này. Một là greetings. Chào hỏi trong tiếng Anh sẽ là greetings. Mình sẽ nói good morning, hoặc là good afternoon, hoặc là good evening. Đấy, thì đây là những câu đầu tiên nó rất là lịch sự nhá. Thì chúng ta có thể nói những câu này. Good morning. Đó, chào bạn. Và nhớ là khi mà chúng ta nói ấy, để gây được ấn tượng ấy, luôn luôn phải luyện tập một cái nụ cười ở trên môi. Được chưa? Một số bạn ấy khi mà để nguyên như này cười thì có thể cười được, nhưng mà vừa nói vừa cười ấy, thì các bạn ấy lại không làm được. Thì cái điều đấy nó khiến cho các bạn khi mà nói ấy, thì mặt của các bạn nó sẽ như này này. Cái mặt nó sẽ tự nhiên là nó sẽ bị nghiêm túc đi, nghiêm trang đi, và làm cho không khí nó rất là căng thẳng. Đấy, cho nên các bạn phải luyện tập được cách là vừa nói vừa cười như thế này này. Ok, đó thì chỉ có thể là mình có nội dung rồi, xong là mình mang vào gương và mình luyện thôi. Lúc nào mà mình nói mà mặt mình nó không cười được thì mình phải luyện cho nó cười. Đó, thì nó sẽ tạo nên một cái sự thân thiện và một cái ấn tượng rất là tốt của người đối diện khi mà nói chuyện với mình. Đấy, các bạn nhớ nha, là comment xuống nào, luyện cười trong khi nói. Cái điều này không dễ lắm đâu. Rồi, luyện cười trong khi nói. Đấy, cho nên là khi nói các bạn phải nói được như, phải cười được như này thì nó mới có ấn tượng được, đúng không? Rồi, đầu tiên là chào hỏi, good morning. Đó, và tiếp theo mình thể hiện cái sự rất là vui khi được gặp họ thì cái câu nó rất là quen thuộc, đó là nice to meet you. Nice to meet you. Rồi, rất vui được gặp bạn. Từ you này có nghĩa là bạn và cũng có nghĩa là các bạn. Đấy, thì rất là vui được gặp bạn, hoặc là rất vui được gặp các bạn. Đấy, tiếp theo các bạn có thể dùng một cái câu nữa để mào đầu vào cái phần giới thiệu, đó là to. Để làm quen với nhau tốt hơn. Các bạn biết câu đấy dịch ra như nào không? Để làm quen với nhau, thì làm quen là gì? Làm quen là gì nhỉ? Luyện cười khi nói. Yeah, that's right. Xin chào Nhật Linh. Đúng rồi, các bạn học được cái gì thì comment xuống nha. Rồi, để biết nhau được rõ hơn hay là để làm quen với nhau, chúng ta sẽ dùng cái cụm là to get to know each other better. Đấy, to get to know. Get to know có nghĩa là để làm quen với nhau hoặc là biết nhau. Đấy, get to know each other. Each other là nhau. Đấy, làm gì đến nhau. Ví dụ như là meet each other chẳng hạn, hoặc là have lunch with each other. Đấy, họ đi ăn trưa cùng với nhau. Đấy, thì cái cụm từ each other, chỗ này CH này chúng ta sẽ lọc là ch, và nối sang đây là each other. Each other, đấy, better là tốt hơn, đúng không? Để tìm hiểu về nhau tốt hơn hoặc là để biết nhau rõ hơn. Thì bây giờ tôi xin phép được giới thiệu một chút về bản thân mình. Đấy, to get to know each other better, I would like to briefly introduce myself. Đấy, đây mà là cụm đầu tiên đấy nhá, mới là một nửa đầu thôi nhá. Đấy, cho nên là mình có thể là dùng một cái câu này, đấy, để mình mở đầu cho cái bài giới thiệu của mình. I would like to introduce briefly, hoặc là a little, briefly, hoặc là a little, about myself,
about myself. Ok, đấy. Rồi, I would like, các bạn có thể viết là the này, xong rồi phẩy một cái, đấy là cái tắt. I'd like. Đó, thì khi mà đọc cái chữ the này này, các bạn không cần phải bật hẳn cái chữ the ra đâu, mà mình chỉ cần đọc là I'd like to introduce briefly about myself. Đấy, brief có nghĩa là tóm tắt hay là ngắn gọn. Đấy, tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân, hoặc là tôi xin giới thiệu một chút về bản thân. Một chút sẽ là a little. Đấy, khi đọc kiểu Anh Mỹ, đọc lướt sẽ là a little. Đấy. I'd like to introduce a little about myself. Đây là about nhá, là về, thiếu chỗ nên cô viết tắt đấy. Về bản thân tôi. Đấy, các bạn ghi xuống nha, chép xuống và mình có thể luyện nói theo. Rồi. Ví dụ như các bạn là nhà tuyển dụng đi và cô là người đi phỏng vấn nha. Đầu tiên đó là mình sẽ cười một phát thật là tươi, thần thái hết sức là tự tin, và mình có thể cúi nhẹ chào một cái. Good morning. Very nice to meet you. To get to know each other better, I'd like to introduce briefly about myself. Đấy, được chưa? Khi nào mà các bạn nói được một cách tự tin, một cách trôi chảy như thế thì sẽ tạo được một cái ấn tượng cực kỳ tốt. Ok. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, thì cô chỉ giúp cho các bạn biết là phải nói cái gì thôi. Còn để các bạn luyện được phát âm này, luyện được ngữ điệu này, sự tự tin thần thái. Nói hơi nhiều, hôm nay cô đào tạo hơi nhiều. Đấy, thì để cho các bạn luyện được phát âm này, ngữ điệu này, và cái sự tự tin thần thái khi nói này, thì cái đấy nó lại là một cái phần khác hoàn toàn nhá. Đấy. Rồi, sau khi nói cái câu màu đầu này rồi, thì chúng ta bắt đầu giới thiệu tên đúng không? Thì tên đơn giản chúng ta chỉ cần nói là I'm gì đó, hoặc là My name is. Tên của tôi là thế này, thế kia. My name is Nguyễn Thu Trà. Ok, các bạn có thể dùng là từ full name. My full name, tức là tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thu Trang. Hoặc là các bạn tức là đang từ cái phần này cô sẽ nói thêm một vài cái nhé. Ví dụ như từ tên gọi là gì, trong tiếng Anh ấy người ta hay có cái từ là last name và first name, hay nó còn có một từ nữa là middle name, là tên đệ. Middle name. Ok, tất cả các từ này đều viết tách nhau ra nhá, chứ nó không viết liền đâu các bạn ạ. Đó, full name là tên đầy đủ này, last name là cái gì các bạn có biết không, và first name là cái gì, là tên gì, các bạn biết không? Các bạn nào biết thì comment xuống cô xem nào. Xin chào Viên Nguyễn. Right. Con nít Nguyễn Hùng. Rồi. Trong tiếng Anh ý, tên của người ta nó sẽ là ví dụ như là mình có một người bạn, đấy là một giáo sư người Mỹ đang dạy ở trường đại học của Mỹ, thì tên của bác ý là David Snyder. Đấy. David Snyder. Thì theo các bạn, đâu là tên, đâu là họ? Đâu là họ, đâu là tên? Các bạn comment xuống xem nào. Yeah, thì đây nó chính là tên, còn đây chính là họ. Và từ David này nó đứng đằng trước, cho nên chúng ta sẽ gọi là first name. Đó, first name. Còn cái từ Snyder nó gọi là last name. Ok. Rồi, thì first name của người ta chính là tên, còn last name là họ. Thì ngược lại với tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt của cô sẽ là Nguyễn Thu Trang, thì Trang là tên, nhưng nó lại đứng ở cuối, ví dụ như vậy. Cho nên ý, ở trong tiếng Anh thì mình vẫn dịch theo kiểu như thế, last name sẽ là họ và first name sẽ là tên. Ngoài ra nó còn có một vài cái từ nữa để chỉ những cái tên này, ví dụ như là given name.
given có nghĩa là được cho. Đấy, tức là tên mà bố mẹ đặt cho mình ấy, đó thì nó gọi là nó bằng với first name. Đó, đây là hai cái giống nhau. Hoặc cái last name nó còn gọi một tên nữa đó là family name, tức là tên họ của gia đình. Đấy, hay nó còn gọi là surname. Đấy thì sau này khi mà chúng ta nghe người nước ngoài giới thiệu ấy, thì mình sẽ hiểu được. Ví dụ người ta nói là my first name is David, tên của tôi là David, và my last name is Snyder, ví dụ như thế. Ok, ví dụ như là Mark Zuckerberg là ông chủ của Facebook đúng không, thì Mark là first name, là tên của ông ý, và Zuckerberg là last name, tức là tên họ của ông ấy. Rồi còn middle name là tên lót hay là tên đệm, tên ở giữa. Đấy, ví dụ tên của cô Nguyễn Thu Trang thì my middle name is Thu. Để chúng ta có một cái bài giới thiệu thật là xuất sắc ấy, phần đầu tiên đấy là thần thái, hay chính là một cái sự tự tin khi chúng ta giới thiệu bản thân trước bất kỳ ai. Nếu như là một nhà tuyển dụng thì cái điều này nó càng quan trọng hơn nữa. Thì cái thần thái nó thể hiện từ cái việc là mình đã chuẩn bị cái bài này nó rất là kỹ càng rồi. Đấy, chúng ta phải có một cái bài tủ, có những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình. Đấy, và sau đó là luyện tập đi, luyện tập lại trước gương, thậm chí là luyện tập đi, luyện tập lại trước những người bạn của mình, hay là ai đó, thầy cô giáo các thứ, hay là trợ giảng học tiếng Anh của mình chẳng hạn. Đấy, và mình luyện thật là nhiều như thế để nó có một cái sự tự tin, một cái thần thái tuyệt đối khi mà mình nói cái bài đó. Đấy, ví dụ như ở IELTS thì để tốt nghiệp được cái level 1, cái giai đoạn 1 về học phát âm và luyện nghe. Đấy, và ngữ điệu, thì các bạn ấy phải qua được cái bài kiểm tra về giới thiệu bản thân của mình. Đó. Các bạn sẽ được luyện tập chỉnh sửa cho từng người một để làm sao mình tự tin hoàn toàn với cái bài đấy, nói được hay, có ngữ điệu, rồi chuẩn chỉnh những cái phần đó. Đấy, thì sau đó là các bạn có thể mang cái bài đấy đi bất cứ nơi đâu trên khắp cái thế giới này, thì ít nhất là mình sẽ giao tiếp nói chuyện được với người nước ngoài một thời gian nào đó. Đấy, ngắn thì cũng phải 5-10 phút đúng không, lâu thì có thể, nếu mà các bạn biết tiếng Anh tốt hơn, các bạn có thể ngồi chém nửa tiếng, một tiếng là chuyện rất là bình thường. Đấy, bắt đầu từ cái bài giới thiệu bản thân này. Đấy, cho nên đây là một cái bài nó vô cùng quan trọng, mỗi người nhất định phải có một cái bài tủ này cho mình. Ok, ok rồi, vừa nãy chúng ta đang đến một cái phần đó là giới thiệu sơ qua đúng không. Chúng ta có thể nói là good morning sir, very nice to meet you, and to get to know each other better, I would like to introduce briefly about myself. Đấy là cái đoạn đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Rồi, đấy là tên. Để các bạn có một cái bài giới thiệu bản thân thật là ấn tượng ấy, thì một cái bí kíp ở đây đó là các bạn đừng nói những cái gì nó rất là bình thường như bao người khác nói. Cái việc nói tên thì ai cũng sẽ nói đúng không? Nhưng mà cái điều sau đây này không phải là ai cũng nói. Các bạn có thể nói cho họ một chút về cái nó gọi là nickname của mình. Đó. Thì để giới thiệu về nickname, các bạn có thể nói là you can call me, you can call me gì đó, hoặc là people often call me. Đấy, tức là mọi người hay gọi tôi là, hay là bạn có thể gọi tôi là. Đấy, ví dụ như cô sẽ giới thiệu là my name is Nguyễn Thu Trang, but you can call me Elena. Đấy, bạn có thể gọi tôi là Elena. Đó, thì cái tên ở đây nó là nickname, hoặc là tên tiếng Anh, hoặc là một cái tên gì đấy rất là đặc biệt của riêng các bạn, thì các bạn cũng có thể nói ra đấy để cho người kia biết và có một cái ấn tượng nào đó. Ví dụ cái tên mà nó rất là cute, dễ thương như kiểu là Pupu hoặc là gì đó đấy, nên là tên tiếng Anh nhá. Đấy, thì nó cũng sẽ là một cái điểm gây ấn tượng. Đó. Nhưng mà các bạn đừng nên giới thiệu theo kiểu là my name is Trang, you can call me Trang nhé. Đấy, tên tôi là Trang, bạn có thể gọi tôi là Trang. Thì nghe nó kiểu stupid quá đúng không? Nó bị thiểu năng quá có thể luôn. Bởi vì tên là Trang thì chẳng gọi là Trang thì gọi là gì. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ phải có một cái tên khác ở đây.
Tất nhiên cái này là optional, có nghĩa là các bạn có cũng được và không có cũng không sao. Đấy, nếu như mình có một cái tên nào đấy bằng tiếng Anh thì mình nên cho vào. Và cô gợi ý đó là cái thời đại này của chúng ta là thời đại kiểu toàn cầu hóa rồi, cho nên là mình nên có một cái tên tiếng Anh nhá, chứ đừng để bởi vì ấy, sau này khi các bạn đi ra ngoài các bạn sẽ gặp một cái tình trạng đó là nếu tên mình quá khó để phát âm, ví dụ tên mình là Thắm này, tên mình là Bống này, tên mình là Đạt này, đấy thì những cái tên có dấu như thế nó sẽ rất là khó để cho người nước ngoài có thể phát âm được chuẩn, cho nên là họ sẽ phát âm theo kiểu là Thong đấy, Đang đấy, nghe nó trả ra cái tên của mình cả. Cho nên là để tránh việc đó thì các bạn nên có một cái tên tiếng Anh, ví dụ là John, Mary hay là Marie, Lily hay là Tony các thứ đấy, thì nghe nó gọn, nó dễ hơn rất là nhiều đấy. Cho nên là khi các bạn đi tuyển dụng thì các bạn có thể nói cái tên tiếng Anh đấy của mình ra. Ok rồi, thì đấy vẫn là về phần về tên nha. Các bạn thậm chí có thể gây ấn tượng hơn nữa bằng cách mình sẽ nói những cái gọi là ý nghĩa về tên của mình. Đấy, ví dụ như là tên tôi là Hà Lan đúng không? Lấy cảm hứng từ cô gái Hà Lan, hay là tên tôi là Ngạn đúng không? Lấy cảm hứng từ bộ phim Mắt Biếc. Đấy, hay là lấy cảm hứng từ chuyên gia kể chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn đúng không? Đấy, ví dụ như vậy. Thì như thế cũng là một cái điểm nhấn và những cái điểm nó rất là hay ho đúng không? Ok, thì mình có thể giải thích thêm một chút về cái tên của mình. Ví dụ như là My name is Ngạn. Đấy, My name is Ngạn nha. Hoặc là My name is Ngọc Trinh đi. Đấy, Ngọc Trinh. Đấy, mẹ tôi đặt tên tôi theo tên của một người mẫu nổi tiếng đúng không? Đấy, My mother. Đây là một cái cấu trúc nha, các bạn có thể học theo hoặc là không, tùy. Cô chỉ cung cấp thôi, các bạn cảm thấy hợp lý và mình thích thì mình ấy. My mother named me. Name là danh từ nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là động từ, có nghĩa là đặt tên. Thêm ed vào, đã đặt mà. Named me after, đã đặt tên tôi theo after a famous model đúng không? Đấy, đã đặt tên tôi theo tên của một model nổi tiếng. Ok, my mother named me after a famous model. My name is Ngọc Trinh. My mother named me after a famous model, and you can call me Cheryl. Đấy, và bạn cũng có thể gọi tôi là Cheryl. Đấy, tên tiếng Anh, ví dụ thế. Cô bịa ra vậy. Ok. Rồi. Tên là gấm thì tên tiếng Anh là gì ạ? Thực ra nó không có một cái dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đâu. Mà các bạn tự tìm thôi. Ví dụ như ngày xưa cô tìm cái tên Elena như thế nào. Thì cô lên mạng, xong là cô ghi, cô chọn sẵn một cái tên rồi. Ví dụ như là cái tên nhân vật nào nổi tiếng hoặc là ai nổi tiếng. Đấy, xong mình chọn sẵn tên. Còn nếu không thì em có thể nói là famous name. Em có thể tìm là famous name, những tên nổi tiếng trong tiếng Anh này. Tức là mình tìm bằng cái từ khóa như này thì nó sẽ ra rất là nhiều tên cho mình lựa chọn. Và sau đó cô sẽ tìm tiếp theo. Ví dụ cô sẽ tìm là John name meaning. Meaning là ý nghĩa. Đây là chữ E nhá. Đấy, John name meaning có nghĩa là ý nghĩa tên John là gì. Đấy, cô đánh cái từ này ở trên Google đó, và sau đó là nó ra kết quả, mình đọc xem cái tên John này ý nghĩa nó có hay không. Nếu không hay thì mình lại đổi sang cái tên khác. Đấy, lại ví dụ như là Mary name meaning. Đấy, mình cứ cha cha như vậy. Thế là dần dần mình tìm ra được cái tên nào đó của mình thôi. Ok, tóm lại là để có một cái tên ưng ý thì mình cũng dành một ít thời gian ra để search và chọn. Ok, ví dụ cái tên Elena của cô nó có nghĩa là bright cái gì nhỉ? Bright light, tức là ánh sáng rực rỡ. Đấy, hay là ánh sáng tươi sáng ấy. Đấy, như kiểu là con của thần mặt trời ấy. Đấy, kiểu vậy. Rồi, các bạn comment cái tên tiếng Anh của mình xuống đi.
What's your English name? Tên nhà anh của mình là gì? Comment xuống. Hoặc là một cái nickname gì đấy mà các bạn muốn người khác biết thì các bạn comment cái nickname của mình xuống xem nào. Xem có cái tên cái gì đặc biệt không? Ok. Và mình thử hỏi bố mẹ xem tên mình có một cái ý nghĩa gì đặc biệt không nhá. Vì sao lại đặt tên con là Vân? Vì sao lại đặt tên con là Hà? Đấy. Và mình hoàn toàn có thể biến cái đó vào trong cái bài giới thiệu bản thân của mình và làm cho cái bài đấy nó trở nên hay ho hơn rất là nhiều. Đó. Ok. Vậy túm lại đó là để chúng ta có một cái bài bản thân xuất, giới thiệu bản thân xuất sắc thì các bạn phải làm cho nó trở nên rất là nổi bật và trở nên rất là khác so với bình thường. Ok. Rồi, thì đấy là cái phần giới thiệu về tên nhá. Tên rồi. Sau khi tên rồi thì chúng ta sẽ nói đến tuổi đúng không? Ok, tuổi. Tuổi thì đơn giản. I'm ví dụ 25 years old. Years old. Ok, các bạn chỉ cần lưu ý đó là chỗ này chúng ta sẽ nối âm xa. Đúng không? Years old. Đấy. I'm 25 years old. Đấy. Còn nếu không mà đọc theo kiểu I'm 25 years old thì nó hơi bình thường đúng không? Xin chào thiếu nhi Nguyễn. Tên hay thế. Rồi. Tiếp nha. Nếu như bạn không muốn nói tên tuổi, không muốn nói tuổi thật của mình mà muốn giữ bí mật, các bạn có thể nói là I'm in my 20s. Ok, 20s mà thêm chữ S này có nghĩa là tôi đang trong độ tuổi 20. Đấy, ví dụ như là bạn 29 nhưng mà không muốn nói là mình 29 tuổi mà để muốn để cho mọi người nghĩ là mình mới 20 hay là 21 tuổi thôi ấy thì các bạn có thể nói như này, I'm in my 20s. Đấy, tớ trong độ tuổi 20 thôi. Còn bao nhiêu thì không cần biết. Đấy. Thì đấy là cái cách chúng ta giấu tuổi của mình. Rồi, tiếp nè. Đang nói đến tuổi đúng không? Rồi, I'm in my 20s. Với người Việt Nam thì cái việc hỏi tuổi là việc nó rất là bình thường. Bởi vì chúng ta cần biết tuổi của nhau để xưng hô cho nó chuẩn đúng không? Nhưng mà đối với Tây ấy thì chúng ta cần gọi nhau là you với I các thứ, cho nên là cái việc tuổi cũng không cần biết, cho nên đôi khi chúng ta sẽ không nên hỏi tuổi của người nước ngoài nhá. Đấy, thì trong cái bài giới thiệu bản thân các bạn có thể nói tên, nói tuổi của mình, nhưng mà nếu mà Tây nó giới thiệu mà nó không có tuổi thì mình cũng đừng quá ngạc nhiên, trừ khi bạn với người đấy rất là thân thiết. Ok. Đấy, thì đấy là về phần nói tuổi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về quê quán của mình. Quê quán, I come from, tôi đến từ đâu đó. Đấy, I come from Nam Định. So who's from Nam Định? Ở đây có ai đến từ Nam Định không? Rồi, đấy, I come from đâu đó. Hoặc là các bạn có thể nói một câu nó cũng khá là sang chảnh. Đấy là I was born. Tôi sinh ra and grew up và lớn lên ở đâu đó. I was born and grew up in Nam Định. Đấy, cô sinh ra và lớn lên ở Nam Định. But now I live in Hanoi. Nhưng mà bây giờ thì cô đang sống ở Hà Nội. À, thì cái câu của chúng ta có thể như này. Was born and grew up. Nhớ đây là EW chúng ta đọc là U dài nhá. U, grew up. But now, nhưng mà bây giờ, I live in Hanoi. Bây giờ tôi đang sống ở Hà Nội. Chỗ này chúng ta sẽ không nói là I'm living in nhé. Thực ra là cũng được, nhưng mà nó chính xác hơn. Cái câu này nó sẽ chính xác hơn. I live in Hanoi. Ok. Rồi. Để giới thiệu lại từ đầu cho mọi người nha. Good evening, everyone. Very nice to meet you. To get to know each other better, I'd like to introduce briefly about myself. My name is Shang. You can call me Elena. I'm 28
8 years old and I come from Nam Định. I was born and grew up in Nam Định, but now I live in Hanoi. What about you? Đấy. Rồi, đấy thì đấy là một vài cái thông tin cơ bản đầu tiên của chúng ta. Các bạn với mỗi cái thông tin này nhá, các bạn đều có thể nói về một vài cái điểm đặc sắc của nó. Ví dụ như Nam Định của cô thì rất là nổi tiếng với phở đúng không? Thì là I was born and grew up in Nam Định. Đấy. Which is famous for, cái mà nổi tiếng với phở. Đấy. Nam Định này, phẩy này, which is famous for phở. I was born and grew up in Nam Định, which is very famous for beef noodles, đúng không? Đấy, phở bò đúng không? Đấy, thì các bạn có thể nói sơ qua một chút, hoặc là các bạn có thể nói là I was born and grew up in Nam Định. Nam Định province. Đấy, Nam Định province. Tức là tỉnh Nam Định. Bởi vì nếu như mình nói chuyện với người nước ngoài thì họ không biết Nam Định là gì đâu, thì mình cho thêm chữ province vào, người ta sẽ biết là à, đây là một cái đơn vị tỉnh. Đấy, Nam Định province, about khoảng 100 kilometers away from Hanoi. Đấy, khoảng cách Hà Nội khoảng 100 mét. Đấy, cách Hà Nội khoảng 100 mét. I was born and grew up in Nam Định, about Nam Định province, about 100 kilometers away from Hanoi. Đấy, nghĩa là đây chúng ta sẽ đọc là kilometers, và 100 thì nó sẽ là số nhiều, mình sẽ thêm S vào. Mặc dù là viết nó không có S nhưng mình đọc nó phải có S nha. Nếu như bạn nào không biết chính xác cái từ này đọc như thế nào thì các bạn có thể xem lại livestream ngày hôm qua trên trang cá nhân của cô, thì cô cũng đã giải thích về cái này rồi. Ok. Đấy, túm lại là để có một cái bài giới thiệu bản thân mà nó hay ho thì các bạn nên ép thêm một số cái thông tin này vào. Được chưa? Ok. Đặc sản cu đơ à? Tiếng Anh thì làm gì có từ cu đơ đúng không? Cho nên mình chỉ có thể nói bằng tiếng Việt đó thôi. Ví dụ như là I come from Hà Tĩnh, which is famous for cu đơ, special food đúng không? Một cái đồ ăn đặc biệt ở quê tôi, cái special food là được nhá. Cu đơ, a very special food. Đấy. Rồi. Tiếp. Nói chung là tất cả những câu gì mà các bạn cần ấy, các bạn chỉ cần Google là có hết. Được chưa? Và sau khi các bạn Google xong thì các bạn có thể viết thành một bài hoàn chỉnh, và sau đó có thể nhờ những người nào mà có chuyên môn hoặc là giỏi tiếng Anh để họ xem lại xem các ngữ pháp, các cái từ vựng, các thứ đã dùng đã ok chưa. Đấy. Và ví dụ như các bạn mà học ở các khóa học IELTS thì các bạn nhờ thầy cô giáo hoặc là các bạn trợ giảng sẽ xem lại cái bài đấy cho chúng ta, để chúng ta sẽ luyện tập. Và từ giờ trở về sau chúng ta sẽ không bao giờ đi đâu phải ngại ai nữa vì là không nói được tiếng Anh nữa, mà ít nhất sẽ có một cái bài giới thiệu bản thân hoàn chỉnh và trôi chảy và hay ho để giới thiệu với mọi người trên khắp thế giới được rồi. Rồi, tiếp nha. Ok, sau khi mình nói về quê quán thì mình sẽ nói tiếp về công việc hay là học tập. Đấy, công việc hay học tập. Không biết là số mấy rồi nhỉ? Số 5. Work or study? Work or study? Đấy. Study thì cái câu nó rất là đơn giản. Ví dụ như là I am, tôi là the năm thứ nhất, the first year student. Đấy, tôi là sinh viên năm nhất at đâu đó, at thương mại university chẳng hạn. Đấy. I am the first year student at thương mại university. Đấy, các bạn có thể giới thiệu thêm là chuyên ngành của tôi là my major is. Đấy, chuyên ngành của tôi là gì đó, ví dụ accounting, tức là kế toán đúng không? My major is accounting. Rồi. Còn nếu như bạn nào mà đã đi làm rồi thì các bạn có thể nói là
I graduated. Tôi đã tốt nghiệp. Graduated. Đấy. Graduated. Đây chữ D nha. Đây là chữ U nha. Đó, graduated. Tức là tôi đã tốt nghiệp. From, khỏi. I graduated from Thương mại University. Tôi đã tốt nghiệp khỏi trường thương mại. Đấy. Và my major, cái chuyên ngành của tôi was, là, đã là. Đúng không? Nếu như bạn tốt nghiệp rồi thì dùng was, mà bạn đang học thì dùng is. Đấy. Các bạn nhớ từ major này nha. Thỉnh thoảng cô kiểm tra kiểu test ấy, cho một số bạn ấy hỏi major các bạn không biết là gì. Thì nói chung là không ăn thua lắm. Ok. Rồi. Đấy là về work and study. Sau đó các bạn có thể nói một chút về hobbies của mình. Đấy, ví dụ như là in my free time. Đấy, trong thời gian rảnh rỗi của mình. Đấy, hobbies 6 nha, hobbies. In my free time, trong thời gian rảnh rỗi. À, tôi, ví dụ tôi thích, I like, cộng với verb. Đó, hoặc là I'm interested in. Đấy, ok. I'm interested in có nghĩa là tôi thích thú với cái gì đó. Thì cái từ này này các bạn nhớ, đó là chúng ta sẽ nhấn âm tiết đầu tiên. Đấy, sẽ là interested. Interested in. Đó, cô viết để xuống dưới này viết cho dễ nhìn này. Đấy. I'm interested in. Ví dụ như là in my free time, I'm interested in watching TV. Đó, tôi rất là hứng thú với việc xem TV. Đó. Thì cái từ này nhấn vào cái đầu tiên nha. Nhiều bạn đọc là interested in ấy, thì it's not true. À, nó là interested. Interested. Thì túm lại là cái chữ tờ e này gần như là r này gần như là câm luôn nhá. Nó chỉ là tờ và interest. Đây, interest và tật. Đó, interested. I'm interested in. Đấy, tôi hứng thú với việc cộng với verb in hoặc là cộng với danh từ ở đây. Và khi mà nói về hobbies này này, thực ra là hầu hết 90% mọi người sẽ nói là à, em thích xem TV, em thích nghe nhạc, em thích shopping, rồi em thích du lịch. Tức là những cái đấy nó đã quá là nhàm chán rồi. Cho nên để có một cái bài giới thiệu bản thân mà nó rất là gây ấn tượng ấy, thì các bạn nếu như có một cái sở thích gì đó đặc biệt thì mình nên cho vào đây để tạo một cái ấn tượng tốt. Ví dụ như là các bạn có thể nói là tôi thích ví dụ như tập gym chẳng hạn. Đấy, tôi thích rèn luyện cơ thể. Đấy, thì và các bạn nói thêm những cái đặc điểm nữa, ví dụ như là tôi tập gym 6 tháng liền mà không bỏ một buổi nào ấy. Đấy, ví dụ như thế. Thì những cái thông tin đấy nó sẽ khiến cho người khác phải wow, tập 6 tháng liền mà không bỏ một buổi nào. Đấy, thì nó là một con người rất là kỷ luật. Tính cách của anh này thật là tuyệt vời. Đã thế anh lại còn rèn luyện cơ thể nên chắc chắn là rất là khỏe mạnh. Làm việc sẽ rất là năng lượng, rất là đỉnh cao. Đấy, thì họ sẽ có ấn tượng và họ sẽ rất là nhớ cái ứng viên này. Bởi vì hàng trăm người đến phỏng vấn nhưng mà không phải ai cũng có những cái đặc điểm mà hay ho. Đấy, cho nên là mình đưa những cái đặc điểm hay ho của mình ra. Hay là bạn hứng thú với việc nuôi chó chẳng hạn, và nhà bạn có 5 con chó, ví dụ như thế. Thì cái việc nuôi động vật cũng là một cái rất là tốt đúng không? Hay là tôi thích đọc sách và tôi đọc ví dụ một tháng tôi đọc một quyển, hay là một tuần tôi đọc một quyển. Đấy, và cái loại sách yêu thích của tôi là cái này cái kia. Đó. Thì mình nói cái điều đấy ra thì người ta sẽ thấy là à, con người này sẽ thế lọ thế chai, thế nọ thế kia. Đấy. Thì các bạn nhớ là phải show ra được những cái mà không phải ai cũng nói. Nha. Rồi,
Đấy, thì đây là cái cấu trúc và cái cách để chúng ta nói nó một cái ấn tượng. Rồi, tiếp theo, sau khi nói về sở thích của mình rồi, các bạn có thể nói một chút, nếu như mà các bạn muốn cái bài nó dài hơn và nó hay hơn, thì các bạn có thể nói một chút về cái tính cách của bản thân mình, cái điểm mạnh của bản thân mình. Đấy, ví dụ các bạn có thể nói là a responsible person, responsible. Đấy, tôi là một người có trách nhiệm. Because, bởi vì. Đấy, làm sao đấy? Để mình phải tự chém ra. Những bạn nào mà đang học khóa học của IOLO ấy, những một số bạn đang xem cái livestream này này, để Su Su hay là Linh hay là Lê Vui này, thì chúng ta sẽ được học cái bài về tính cách hay là ngoại hình của bản thân ở trong level 2. Đấy, cho nên các bạn cũng không cần phải lo về cái này nhá. Còn những cái bạn nào mà đang không học ở đâu hoặc là mình muốn tự viết cái bài này thì các bạn Google lên thôi. Đấy, và Google cả cái câu này lên nữa. Ví dụ như và mình lấy sau cái because này là một cái dẫn chứng của các bạn. Ví dụ I'm a responsible person because I always finish my deadline on time. Ví dụ như thế. Tôi luôn luôn finish những cái deadline của tôi một cách đúng hạn, hoặc là tôi luôn quan tâm tới cái gì đó chẳng hạn. Đấy, bạn định nghĩa như nào gọi là trách nhiệm, như là responsible. Đấy, hay là bạn có thể nói tôi là một người kỷ luật, là discipline, discipline. Đây. Discipline. Đấy. I'm a disciplined person. Bởi vì I always get up at 5 a.m. in the morning and then I exercise and read books. Đấy. Tôi rất là kỷ luật bởi vì hôm nào tôi cũng dậy vào lúc 5 giờ sáng để đọc sách và tập thể dục. Đó, thì các bạn phải biết là không phải nhiều người làm được việc đấy đâu. 10 người thì may ra được 0,5 người, tức là khoảng 100 người thì mới có khoảng 1-2 người có thể làm được việc đó. Cho nên các bạn sẽ là hàng quý, hàng hiếm nếu như các bạn có được những cái sở thích hay những cái tính cách như thế này. Đấy, cho nên mình phải biết sâu ra nhé, mình có cái điểm mạnh gì. Hay ví dụ như bạn Vui chẳng hạn, bạn là một người rất là đầy năng lượng và luôn luôn tích cực, luôn luôn cười. Thì đấy cũng là một cái tính cách mình có thể nói vào đây. Ví dụ như là I'm always full of energy and I make people happy and make people laugh. Ví dụ như thế, nói đơn giản là như vậy. Đấy, tôi luôn luôn tràn đầy năng lượng và tôi khiến cho người khác vui vẻ và hạnh phúc. Đấy. Hoặc là tôi là một người humorous, tức là một người có khiếu hài hước, đúng không? Đấy, có năng khiếu hài hước. Đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn nhớ đó là đừng đi theo đám đông. Mà cái gì mà bản thân mình có mà mình cảm thấy là người khác không có, hoặc cái gì mà tốt nhất của mình, đấy thì mình phải lôi ra mình nói. Ok. Rồi, ngoài ra các bạn có thể nói một chút về dream, ước mơ, cái thứ của mình. Hoặc là đấy, hoặc là nói về cái tình trạng hôn nhân của mình. Đấy. Ví dụ các bạn đi phỏng vấn thì cô cũng không nghĩ là chúng ta cần phải nói cái này ra. Hoặc là nếu như các bạn độc thân thì các bạn có thể nói, bởi vì thường đi xin việc mà những ai độc thân thì có thể là sẽ được ưu tiên hơn một chút, bởi vì những người mà chưa vướng bận gia đình thì họ có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, đúng không? Đấy, thì các bạn có thể nói là I'm single. Đấy, tôi gì? Độc thân. Hoặc là I'm available. Đấy, available. Đó, tôi vẫn còn hàng. Đấy, có nghĩa là tôi chưa có ai, đúng không? Đấy. Hay là mình có thể nói I'm in a relationship. Tôi đang ở trong một mối quan hệ rồi. Hoặc là I'm married. Đấy, và đoạn cuối là chào hỏi thôi. Very nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Ok. Đó, thì đấy là nội dung về cái cách chúng ta có thể giới thiệu bản thân của mình trước nhà tuyển dụng như vậy. Và nhớ đó là bê những cái gì mà nó đặc sắc nhất của mình vào, và mình có thể lấy thêm ví dụ. Đấy, ví dụ như là bạn nói bạn là một người trách nhiệm thì là như nào gọi là trách nhiệm. Đấy, hay là bạn có những cái tính cách gì hay ho, hay là quê quán của bạn có cái gì mà nó khác với quê của người khác.
đấy, hay là cái sở thích của bạn nó có gì khác với sở thích của những người khác. Đấy, cho nên bạn nhớ đó là mình muốn gây ấn tượng thì mình phải có một cái gì đó nó khác biệt. Ok, nếu mà nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau mãi chả thấy có gì khác biệt thì mình phải kiến tạo điều đó ra thôi, chứ còn nếu không thì chả ai làm điều đó thay cho các bạn được cả. Ok, nếu như mình cảm thấy là mình chưa có gì khác biệt thì các bạn hãy làm một điều khác biệt là bạn trở nên kỷ luật hơn đi. Các bạn dậy sớm hơn để chạy tập thể dục mỗi ngày, hay là các bạn tạo cho mình một thói quen mới là thói quen đọc sách đi, và mỗi tuần hay là mỗi tháng gò mình ép mình ít nhất mình phải đọc được một quyển sách chẳng hạn. Đó, thì đấy cũng là một cái điều rất là đặc biệt mình có thể nói trong cái phần giới thiệu bản thân, rất là tự hào rằng là tôi ít nhất mỗi tháng tôi sẽ đọc một quyển sách. Đấy, và nội dung sách hay là chủ đề các sách tôi thường đọc là như này như kia. Đấy, hay thậm chí những bạn nam nào mà hay chơi điện tử ấy, đấy, các bạn vẫn có thể nói cái sở thích đấy vào nha. Nhưng mà ấy, các bạn chỉ khoe sở thích đấy khi mà bạn toàn chơi đứng top thế giới, hoặc là top Việt Nam, hoặc là lên chức rất là cao thì mình mới nói. Ví dụ như ngày trước mình có rất là ấn tượng với một huấn luyện viên tại Ayolo. Đấy. Mặc dù là huấn luyện viên nhưng mà bạn ấy là một cô gái nha. Một cô gái, đấy, một cô giáo dạy tiếng Anh tại Ayolo. Nhưng mà lại rất là thích chơi cái gì cũng không nhớ cơ. Tại vì cô không chơi điện tử bao giờ nên cũng không nhớ được. Đấy là cái trò gì. Nhưng mà cô chơi cái đấy nha, ví dụ nó có 10 cấp thì cô đã lên được cấp 8, cấp 9 rồi. Đấy, tức là nó phải là gần cấp top rồi, mà không phải anh con trai nào cũng lên được. Đấy, cho nên là khi mà cô ấy nói ra điều đấy mình rất là ấn tượng, mình nhớ mãi luôn đến tận bây giờ, rất là lâu năm rồi. Cô ấy bây giờ đã về quê để làm việc các thứ rồi. Đấy, không dạy ở Ayolo nữa nhưng mà mình vẫn còn nhớ. Đấy, cho nên là chúng ta hãy nói những điều gì đấy khiến cho người khác phải wow về mình nhá. Xin chào Nguyên Hương, xin chào Lương Quang Hồng. Quang Lương Hồng, ok. Đó, thì để cho những bạn nào mà muốn rằng là mình có thể được học những cái này sâu hơn và luyện tập sâu hơn cả về phát âm, ngữ điệu và nội dung và phản xạ để giao tiếp được, đấy, thì các bạn có thể inbox cho cô hoặc là comment chữ tôi muốn hoặc là số điện thoại xuống thì cô sẽ liên hệ lại với các bạn. Đó, trong tháng 12 này, sắp hết tháng 12 rồi thì đang có cái ưu đãi các thứ dành cho các bạn. Đó, còn cái khóa trực tuyến thì chúng ta cũng đang có các slot và cũng tầm khoảng 5-7 slot nữa là hết chỗ rồi. Đấy, cho nên các bạn nhanh tay nhá. Còn nếu không thì ra Tết thì cũng không biết là khi nào sẽ mở được lớp online, bởi vì lớp online của chúng ta không mở nhiều đâu. Đấy, cho nên những bạn nào mà muốn tìm hiểu cái khóa của Ayolo, đây mới là tìm hiểu thôi, thì các bạn cứ inbox cho cô sẽ test trình độ đấy và tư vấn các thứ cho các bạn. Ok rồi, so hy vọng rằng là buổi ngày hôm nay sẽ rất là hữu ích cho các bạn, và các bạn nhớ đó là mình phải làm ra một bài hoành tráng mà đấy, và thuộc lo đấy, để đi đâu mình có thể tự tin là I can speak English, tôi nói được tiếng Anh đấy, đừng đùa nha. Đấy cũng là một cái điểm đặc biệt của các bạn. Ví dụ như các bạn nói là tôi sở thích của tôi là học tiếng Anh đấy, và tôi có tham gia một lớp học tiếng Anh ở Ayolo, và tôi đã kết bạn với rất là nhiều bạn Tây, 5 bạn Tây, 10 bạn Tây, ví dụ như vậy đấy, qua những cái lần đi săn Tây tại Ayolo chẳng hạn, ví dụ thế đó. Thế bây giờ nhà tuyển dụng chẳng há mồm ra kinh ngạc à, ôi dồi ôi, nhân viên mình mà biết tiếng Anh thì chả sướng quá đúng không. Ok rồi, so good night everyone nha. Rất vui được gặp mọi người ngày hôm nay đấy, và hy vọng rằng chúng ta có cái duyên học tập và làm việc tại Ayolo sau này nha. Ok, so goodbye, chào mọi người.